Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 1. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt khẩn cấp thầy dạy võ hiếp dâm nhiều nam sinh ở Quảng Ngãi. Cháy ngùn ngụt tại tòa nhà cao tầng là nơi gia công đồ trang sức ở Gò Vấp. Thần đèn Nguyễn Văn Cư hoàn tất nâng cổng đền cổ nặng 100 tấn lên cao 1,2 mét. Trích xuất camera vụ tai nạn khiến cho bé tử vong trên đường đi học. Kẻ trộm đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản, còn nổ súng bắn công an. Lở đất ở Trung Quốc, 47 người bị vùi lấp. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 22 tháng 1. Ngày 22 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh, 29 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, Thịnh là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo và mở lớp ngoại khóa dạy võ tại phường Trương Quang Trọng. Lớp dạy võ của Thịnh thu hút nhiều em học sinh từ 6 tuổi đến 16 tuổi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Thịnh thậm chí đã quay video lại để đe dọa các nam sinh. Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Thịnh. Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin ai là bị hại của Phạm Huỳnh Minh Thịnh, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để được tiếp nhận giải quyết. Liên quan vụ kẻ trộm dùng súng bắn trả công an xảy ra ở tỉnh Phú Thọ, sáng 22 tháng 1, cơ quan điều tra cho biết Lý Văn Vũ, 35 tuổi, còn là thủ phạm gây ra hàng chục vụ đập kính ô tô để trộm cắp trên địa bàn hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà dân ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho thấy một người đàn ông sử dụng vật cứng đập vỡ cửa kính ô tô trộm cắp số tiền 46 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn trên, đầu tháng 1/2024, một số gia đình trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà, sử dụng búa đinh hoặc vật cứng đập phá cửa kính ô tô, sau đó trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã có đủ căn cứ khẳng định Lý Văn Vũ chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên. Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vũ luôn mang theo súng và bình xịt hơi cay, sẵn sàng nổ súng bắn trả khi bị phát hiện hoặc truy đuổi. Ngày 22 tháng 1, lực lượng cảnh sát vây quanh phiên tòa đang xét xử 71 bị cáo được cho là giang hồ Phú Quốc, cộm cán đã đâm chém và nổ súng để bảo kê, tranh giành đất đai. Người ra vào phiên tòa được kiểm soát nghiêm ngặt. Từ ngoài cổng Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang vào, mọi người đều phải trải qua 3 lần kiểm tra an ninh và ghi tên từng người vào dự phiên tòa. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bus, 36 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, cùng với Phạm Anh Hiếu, Nguyễn Quốc Vinh, dẫn gần 70 đàn em đến gặp nhóm của Khúc Văn Đoài, Nguyễn Văn Trường, nằm trong khu đất đang tranh chấp. Nhóm của Thái Bus đứng ra bảo kê để đàn em đo đạc đất mà nhóm của Đoài đang tranh chấp. Trong lúc giải quyết, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn nên lao vào đâm chém nhau. Lúc này, Đoàn Thiên Long đứng ở ngay phía trước băng nhóm, cách nhóm của Trường khoảng 10-15 mét, cầm súng hoa cải bắn 3 phát, làm Phan Trọng Hải và Nguyễn Anh Thư, đàn em của Đoài, tử vong cùng 6 người khác bị thương. Nhóm của Thái tiếp tục dùng hung khí và gạch đá ném vào các đối tượng đang ở trong sân và hàng rào nhà của Nguyễn Văn Thịnh. Sau khi gây án, cả nhóm đã bỏ trốn. Theo kế hoạch, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày. Tầng tòa nhà cao là nơi gia công trang sức vàng bạc ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy dữ dội vào trưa nay 22 tháng 1, khiến hàng chục nhân viên tháo chạy thoát thân. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại sân thượng một tòa nhà cao 6 tầng trên đường Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 10 giờ 15 phút, khi các nhân viên đang làm việc thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra. Ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên trên tầng 6 của tòa nhà. Phát hiện có cháy, một số nhân viên chạy tới dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa cháy lan nhanh kèm theo nhiều tiếng nổ khiến các nhân viên hô hoán tháo chạy ra đường thoát thân, đồng thời di dời tài sản ra ngoài. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp điều xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường phun nước dập lửa. Khoảng 20 phút sau, vụ hỏa hoạn được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị cháy rụi. Được biết địa điểm xảy ra cháy là nơi gia công nữ trang vàng bạc đá quý. Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được làm rõ. Sáng ngày 22 tháng 1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, làm một bé trai 7 tuổi tử vong. Hơn 7 giờ sáng cùng ngày,
bà C, 53 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, lái xe máy chạy trên đường Nguyễn Thị Thích, hướng từ đường tỉnh lộ 43 ra đường Ngô Chí Quốc. Trên xe có chở cháu trai 7 tuổi tên K. Khi tới số 59 Nguyễn Thị Thích, xe máy và hai bà cháu bất ngờ ngã xuống đường. Vừa lúc này, một xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy hướng ngược lại đã cán qua người, làm bé trai tử vong tại chỗ. Người phụ nữ bị thương nhẹ. Những thông tin, công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hình ảnh từ camera cho thấy, khi bà C chạy xe tới, có một xe máy trong lề vừa chạy ra ngoài, nên bà C đánh lái để tránh thì ngã xuống đường. Hiện công an đang làm rõ vụ việc. Sáng 22 tháng 1, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, quay xe chạy ngược chiều, bỏ chạy để tránh đo nồng độ cồn. Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Trần Phú, thành phố Vinh, Nghệ An vào tối ngày 21 tháng 1. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển chiếc xe là ông D, 42 tuổi, là thượng úy, hiện công tác tại một trạm sửa chữa tàu thuyền của quân đội. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông D vi phạm mức 0,399mg trên 1 lít khí thở. Ông Đê khai, trước khi xảy ra vụ việc, ông có đi liên hoan ăn uống ở nhà bạn. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh, Nghệ An tiếp tục điều tra. Ngày 21 tháng 1, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người, gồm Trần Tấn Hòa, tên gọi khác Bi Thái Tử, 35 tuổi, Lê Viết Nhật Minh, 31 tuổi, Trần Xuân Giang, 31 tuổi, Trần Thái Thanh Phương, 35 tuổi, để điều tra về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm. Trước đó, Công an quận 12 phát hiện nhóm người nghi vấn tàng trữ và vận chuyển hàng cấm, pháo nổ trên địa bàn quận 12, số lượng cực lớn. Sau thời gian kiên trì đeo bám, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 12 kiểm tra hành chính Hòa trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 thì phát hiện bên trong thùng hàng Hòa chở trên xe có nhiều loại pháo không rõ nguồn gốc. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, Công an quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên. Sau đó, tại khu vực thuộc đường Vĩnh Phú 30, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công an quận 12 phối hợp Công an phường Vĩnh Phú kiểm tra 2 ô tô, phát hiện bên trong có 10 thùng cắt tông chứa 100 pháo dàn và 104 gói chứa pháo hình dạng trái banh. Tổng trọng lượng gần 350 kg pháo nổ và một vật có hình dạng súng bằng kim loại. Ngay khi phát hiện có lực lượng công an, một người đã ném vật có hình dạng súng bằng kim loại ra ngoài để phi tang. Ngày 22 tháng 1, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thần đèn Nguyễn Văn Cư và nhóm cộng sự đang tập trung cao độ đóng cốt pha để đổ bê tông làm phần móng sau khi cổng đền Thánh Vân Tràng đã được nâng cao thêm 1,2 mét theo thiết kế. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thần đèn Nguyễn Văn Cư cho biết, thời điểm hiện tại, việc nâng công đền Thánh Vân Tràng đã hoàn thành. Nhóm công nhân đang tập trung hoàn thiện phần móng đền. Đến ngày 24 tháng 1 này sẽ bàn giao trước tiến độ 12 ngày so với hợp đồng đã ký. Theo ông Trần Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, ngay khi cổng đền hoàn thành, chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận bàn giao để quản lý. Trước mắt, tổ chức san gạt mặt bằng, làm hàng rào quanh cổng đền. Thời gian tới sẽ đề xuất thị xã Hồng Lĩnh quy hoạch để địa điểm này trở thành điểm di tích. Đền Thánh Vân Tràng là công trình cổ kính được xây dựng từ thế kỷ 18, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, ngôi đền đã trở thành phế tích. Hiện nay chỉ còn cổng và một số cây xanh. Cổng đền có chiều cao khoảng 5m, rộng 3m, được xây dựng từ vật liệu đá tổ ong, gạch, vôi vữa, nặng khoảng 100 tấn. Cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh triển khai dự án đường vành đai đã vướng phải cổng ngôi đền Thánh Vân Tràng, nên cổng đền phải dời đến vị trí mới, cách địa điểm cũ 63m. Cầu Ba Son bắc qua sông Sài Gòn được xem là công trình biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Dù khánh thành đã gần 2 năm, nhưng cầu này vẫn chưa được trang trí đúng tầm, về đêm vẫn lặng lẽ so với các khu vực lân cận. Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 18 giờ tối, khi các tuyến đường và tòa nhà lân cận cầu Ba Son bắt đầu lên đèn lấp lánh, thì cây cầu này có phần mờ nhạt do thiếu đèn trang trí. Từ khi cầu Ba Son được khánh thành tháng 6 năm 2022, các dây văng, trụ cầu chính và thành cầu vẫn chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng và đèn trang trí. Khu vực giả cầu và thành cầu, dù ban ngày có rất đông người tìm đến vui chơi, nhưng khi màn đêm buông xuống, khung cảnh lại trở nên điều hiu. Việc lắp đèn trang trí cho cây cầu Ba Son không chỉ tạo điểm nhấn đặc biệt cho khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mà còn có thể thu hút du khách.
Người dân hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng làm việc này để mang lại một khung cảnh lộng lẫy, đẹp mắt cho người dân và du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần tin thế giới, 47 người thuộc 18 hộ gia đình bị vùi lấp, hàng trăm người phải sơ tán sau trận lở đất ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào sáng nay 22 tháng 1. Theo hãng tin AFP, vụ lở đất xảy ra lúc 5 giờ 51 phút giờ địa phương ngày 22 tháng 1 tại thị trấn Chiêu Thùng, huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Đông Bắc Trung Quốc. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết khoảng 18 hộ gia đình đã bị chôn vùi trong vụ lở đất. Hơn 200 người khác đã được sơ tán khỏi khu vực lở đất. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết khoảng 500 người dân ở khu vực lở đất trên đã được sơ tán đến nơi an toàn. Nhà chức trách địa phương đã triển khai một chiến dịch ứng phó khẩn cấp với sự tham gia của hơn 200 nhân viên cứu hộ, cũng như hàng chục xe cứu hỏa và các thiết bị chuyên dụng khác. Lễ hội câu cá trên sông băng Hongcheong ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc thu hút 165.000 lượt du khách đã kết thúc vào chiều ngày 21 tháng 1 với khoảng 165.000 lượt du khách tham gia. Tính từ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến ngày 21 tháng 1 năm 2024, lễ hội năm nay diễn ra hạn chế, một phần các điểm câu cá trên mặt sông bị đóng băng do nhiệt độ thấp hơn năm ngoái và mưa. Ngoài câu cá, du khách cũng rất yêu thích hoạt động bắt cá hồi bằng tay không. Đặc biệt, để phục vụ lượng khách trên, một số lượng cá hồi lớn đã được thả vào sông và các hồ câu trong nhà. Đáng chú ý, số cá hồi trên là cá hồi nhân sâm, tức cá hồi được nuôi bằng nhân sâm 6 năm tuổi. Ngoài câu cá và bắt cá, địa phương cũng tổ chức sự kiện nhận phiếu quà tặng nhằm giúp bán các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Trang News Flash đưa tin, một chiếc xe tải đang chạy trên đường, bất ngờ bánh xe bị rơi, sau đó bốc cháy, lao vào cửa hàng sơn bên đường. Ông chủ cửa hàng sơn phát hiện vụ việc, đã nhanh chóng đẩy bánh xe đang cháy ra ngoài, tránh cháy lan. Sau đó, ông dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 1 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường vào miền Bắc nước ta. Đêm nay và ngày mai 23 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Đêm nay và ngày mai 23 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 2 đến 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Còn ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cũng giảm sâu xuống mức 9 đến 11 độ C. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì trời có phần đỡ giá rét hơn, nhưng cũng ở mức từ 13 đến 16 độ C. Trên biển, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang Tuổi Trẻ.vn, hệ thống Facebook và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.